ông chủ chuỗi thức ăn nhanh, muốn giàu hãy ngừng đọc sách. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593. Nghe lời vợ hãy ngừng đọc sách và bắt tay vào thực tế. Chàng thanh niên 8X nhờ đó đã xây dựng thành công chuỗi thức ăn nhanh với 21 cửa hàng trên toàn quốc. Nhắc lại câu nói làm động lực của vợ, Nguyễn Trí Nghiêm quyết định lao vào thử thách và sau 2 năm, hiện anh đang sở hữu thương hiệu chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng Pizza Corner Big Lê với hệ thống hơn 20 cửa hàng trên toàn quốc. Dưới đây là chia sẻ câu chuyện về khởi nghiệp của doanh nhân trẻ này, Nguyễn Trí Nghiêm. Anh viết: Tôi sinh năm 1984. Cũng như nhiều bạn trẻ 8X khác, những năm đầu đời đại học đã ấp ủ ước mơ làm giàu, nhưng thời đó thông tin còn khá hiếm nên chỉ chủ yếu tìm những cuốn sách dạy về làm giàu viết từ những năm 80-90. Tác giả thì đa phần là người Mỹ. Mặc dù thuộc lào từ triết lý trong sách, nhưng tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu làm giàu từ đâu ở tại Việt Nam. Trong những năm du học tại Trung Quốc, tôi cùng vài người bạn thân tập làm quen với kinh doanh bằng việc lấy tiền ăn cả kỳ học rồi hùn vốn đi buôn. Ra chợ ở Quảng Châu, thấy cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì lạ thì mặc cả mua về rồi xách tay về Hà Nội bán. Chuyến được, chuyến mất, nghỉ học thì cũng nhiều, cộng với chi phí đi lại cao nên không có nhiều lời, lãi và sau đó thì nghỉ. Sau đó, tôi chung vốn mở cửa hàng quần áo tại Hà Nội nhưng do phải quản lý từ xa bởi đang du học ở Trung Quốc nên lại tiếp tục thất bại lần thứ hai. Hết vốn, tôi và bạn gái quyết tâm học thật giỏi để đi làm thuê, giúp 2 năm cuối đại học của chúng tôi đạt kết quả rất tốt. Tôi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và được một công ty của Nhật có nhà máy tại Quảng Châu mời cả hai về nhà máy làm việc, với trách nhiệm quản lý cho nhà máy đang xây dựng tại Việt Nam. Nhưng chỉ sau 2 tuần, nhìn thấy môi trường nhà máy khắc nghiệt không phù hợp, hai đứa chúng tôi lại bỏ việc ra ngoài làm phiên dịch nhưng vất vả quá và lại không đủ chi tiêu nên chỉ sau vài tháng, chúng tôi quyết định trở lại Hà Nội. Sau 2 năm làm thuê đầy chán nản, hai đứa tôi cưới nhau, đồng thời may mắn xin được học bổng đi học thạc sĩ tại trường đại học cũ. 3 năm học thạc sĩ, ngoài việc làm thêm cho những công ty thương mại xuất khẩu. Vợ chồng tôi sinh liền 2 cháu, năm 2012 về nước, tôi kiếm được một công việc xuất nhập khẩu khá ổn định. Nuôi 2 đứa nhỏ khiến áp lực kiếm tiền ngày một cao. Chuỗi ngày nuôi con mọn, trông ngóng đồng lương diễn ra khá dài. Và một đêm, tôi ngủ mơ mình đang trông con ngoài đường. Khi ôm con về nhà, vẫn ngồi vả ấy, nó cũ nát, các con thì nhếch nhác, còn hai vợ chồng chúng tôi thì đã già. Tôi choàng tỉnh dậy và kể với vợ. Chúng tôi nhận ra, nếu đã làm thuê thì phải tìm được môi trường tốt, phát huy được hết năng lực và kiếm được thật nhiều tiền. Còn nếu không, chỉ còn cách tự mình làm chủ, nếu không thì làm gì bây giờ? Sau vài năm nữa sẽ không còn có cơ hội hay động lực để làm nữa. Cuối năm 2013, gặp được ý tưởng làm món pizza ốc quế rất hay. Nó khiến tôi mất ngủ nhiều đêm vì muốn làm nhưng không có vốn để mở quán, cũng chẳng có kinh nghiệm làm bánh hay bán hàng. Mặt khác, tôi cũng không dám bỏ việc để mạo hiểm theo đuổi nó nên cứ vùi đầu vào đọc sách với hy vọng sau này sẽ tìm ra cách làm giàu. Nhưng rồi, chiếc bánh bọc lạ ấy khi cứ xuất hiện trong tâm trí tôi, một đêm nọ, vợ tôi thức dậy và rất nghiêm túc nói rằng muốn làm giàu, hãy ngừng đọc sách và đừng luẩn quẩn về mớ lý thuyết nữa. Nếu anh quyết tâm làm loại bánh ấy thì hãy lên kế hoạch về nó. Thế là hai vợ chồng gom góp hết được hơn 100 triệu đồng tiết kiệm, vay mượn thêm trong gia đình để quyết tâm khởi nghiệp. Đầu năm 2014, chúng tôi quyết định ra nước ngoài tìm hiểu thực tế về chiếc bánh này. Học được công nghệ làm vỏ bánh, tôi đặt máy móc theo tiêu chuẩn riêng, rồi đặt tìm điểm mở quán. Với cửa hàng đầu tiên, hai vợ chồng chúng tôi thuê mặt bằng chỉ vỏn vẹn 2m2 trên phố Bùi Thị Xuân ở Hà Nội. Nhưng để thuê được mặt bằng này, chúng tôi đã phải lùng sục qua rất nhiều phố ở Hà Nội. Và cũng may mắn, vợ tôi dường như rất có duyên với nghề. Ngoài thực đơn phong phú và khẩu vị độc lạ, cô ấy rất sáng tạo trong cách quản lý nên đã quá thu hút được rất nhiều khách hàng trẻ. Khách đồng hơn giúp chúng tôi hồi vốn ngay trong tháng đầu tiên. Tôi mạnh dạn mở tiếp quán thứ 2 và quán thứ 3. Tháng 7 năm 2016, gia đình tôi khai trương cơ sở thứ 5 tại Sài Gòn. Và đến đầu tháng 9 năm 2016, tức sau 30 tháng khởi nghiệp, gia đình tôi đã có 21 cửa hàng. Chúng tôi đi nhanh như vậy cũng nhờ những bí kíp có được từ thực tế. Đầu tiên, để món bánh pizza đặc biệt này thành công ở Việt Nam, phải kể đến công sức của vợ tôi, vừa làm bếp trưởng, vừa làm người quản lý nguồn nguyên liệu của cả hệ thống cửa hàng. Ngoài ra, nhờ những kỹ năng chọn địa điểm kinh doanh hướng đến đúng đối tượng khách hàng, kỹ năng phát triển thực đơn và quản lý nguyên vật liệu. Qua những trải nghiệm của mình, tôi thấy rằng những yếu tố thành công luôn bén duyên với những người đủ động lực và dũng cảm. Nhìn nhận một sản phẩm tiềm năng, đem về cho thị trường sự mới mẻ cũng là một công thức làm giàu. Do đó,
tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng chẳng có cuốn sách nào đảm bảo chúng ta thành công nếu chúng ta không làm gì. Chẳng một trường học nào dạy chúng ta kỹ năng sinh tồn trong kinh doanh. Vì vậy, muốn làm giàu, bạn hãy bớt đọc sách và phải lao vào thực tế để làm thì ắt thành công sẽ đến.